Xin chào quý vị khán giả xem kênh Tất cả các cuồng của con bị lừa. Đinh Lan là hay có cái chiêu đó đó. Đinh Lan biết cái kế hoạch của đường đi nước bước của bên công an tỉnh Bình Dương lẫn công an thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là khi mà ngày 1 tháng 11 khi mà công báo trên báo lên ngày 2 tháng 11 công bố lên là từ ngày 1 tháng 11 đã chuyển hồ sơ thì Đinh Lan cũng cũng được nhận từ ngày 11 tháng 11 đó. Ngày đó cùng luôn, Đinh Lan biết hết tên trước nhưng mà Đinh Lan không có nói. Thật sự là rất là muốn làm cho bà Hằng không có đồng phạm, nhưng mà tình hình thực tế không thể nào làm không có đồng phạm được, dư luận sẽ không đồng ý. Cho nên là các cuồng cuộn con, chị Đinh Lan chỉ làm bộ thôi. Không phải là chỉ làm bộ mà chị Đinh Lan chỉ nói ra như vậy là ý rằng là người ta muốn lắm á. Bản thân gia đình của Dũng Lò Vôi cũng muốn là làm công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao lá gan 50kg của Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà muốn thì làm sao được? Tại phải tình hình thực tế nữa chứ. Võ Minh Điền thì sao? Ngày 9 tháng 2 cuộc gọi điện thoại tới một giọng người phụ nữ hỏi Trần Văn Ngoan con đang ở đâu, là ai? Có phải là đứng sau bà Nguyễn Phương Hằng không? Tôi không có chấp lại về cái chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, cho dù bà có là người chỉ đạo cho Võ Minh Điền tới tấn công Đinh Thị Lan để nói là hôm nay là coi như là khớp, coi như là đánh nhầm con chị nó rất là giống, chứ không thôi là nói là nó khỏi nói rồi, hôm nay nó nói bà Hằng này thế bằng nọ. Cho nên chuyện ngày hôm nay thằng Võ Minh Điền tiếp tục hồi nãy livestream lên đều nói là tôi có lỗi gì với chị Lý, nhưng mà nếu là cơ quan sẽ xem xét cái tôi vì cái lỗi gì mày tổ chức tới á, không phải là lỗi với chị Lý thôi, là Đinh Thị Lan không có liên quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong phiên tòa xét xử vụ đã thương gây thương tật cho Đinh Thị Chiên 20%. Tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vì tác nhân chính là Võ Minh Điền tới là tìm tôi để tấn công tôi, tự dàn cảnh ra cái chuyện tôi nợ tiền Vũ Văn Thịnh, trong khi tất cả những giấy tờ ngay cả tạ Trần Anh Tú điều tra viên của công an Gò Vấp cũng chưa thấy được những cái biên nhận của thằng Vũ Văn Thịnh đã nhận tiền của Đinh Thị Lan hàng tuần, mấy chục triệu nó nhận hàng tuần, có ký nhận đàng hoàng không sót một tuần nào luôn, chưa kể những giấy tờ chuyển khoản nữa. Tôi chưa bao giờ đưa cho tạ Trần Anh Tú công an quận Gò Vấp coi đó. Thì tôi có nợ thằng Thịnh không? Không nợ một xu. Các người dàn cảnh là Đinh Thị Lan có nợ để kiếm cớ làm nhục thôi. Ngày xưa bà Nguyễn Phương Hằng cho mỗi đứa clip làm nhục Đinh Lan này, hoặc là tiến sĩ luật Đặng Minh Quân lên phỏng vấn trả lời livestream cùng là mỗi người được 30 triệu đó. Mỗi một buổi mà livestream cùng với bà Hằng được 30 triệu. Tụi mày đứa nào làm clip làm nhục Đinh Lan, đứa nào có clip là cũng được bà Hằng cho 30 triệu đó. Tụi mày đừng làm quá dồn con người ta quá. Trong cả 6 nạn nhân không ai mà xúc, coi như bức xúc như Đinh Lan. Ok, tại vì thứ nhất anh Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, họ là người có địa vị ha. Nhà báo Hằng Đi họ cũng có sự nghiệp của họ. Rồi giới nghệ sĩ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, họ là người của công chúng. Cho nên chỉ có một người tôi là dân thường. Nhưng mà mọi người biết gì không, cái nạn nhân chúng tôi là bề nổi thôi, bề chìm là ai? Là ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ủy ban thành phố. Bà Hằng bà chửi nhục mạ rất là nhiều. Ông Phan Viết Lượng, ủy viên bộ chính trị, ông bà cũng nhục mạ. Bà chửi ông Phan Văn Mãi là người vô ơn. Bà chửi nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là lấy tiền 10 tỷ của bà mua chiếc Land Cruiser. Cho nên là tôi chỉ là nạn nhân bề nổi thôi, chứ thật sự phía sau đó người ta cũng có một cái quyền uy của người ta chứ. Chủ tịch một thành phố lớn như thế này, thành phố loại 1 của cả nước, mà lại bị một người đàn bà nhục mạ là đồ vô ơn thế này thế nọ. Ông Phan Văn Mãi, nhà nước mà đưa ông lên làm gì? Bà Hằng nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Bà Hằng chửi nhục mạ người ta như vậy, cái uy quyền của người ta đâu, mất hết. Cho nên tôi chỉ là một cái bề nổi thôi, chứ bề chìm là tôi đứng thay cho người khác đó. Chứ nếu gọi là tôi là người bị hại, mọi người bây giờ tưởng bà vô can, bà lấy tiền che thân được rồi bắt đầu mọi người tấn công tôi dữ dội vậy đó hả? Hương Quảng Châu, Hương Quảng Châu tôi gấp đôi tuổi em á. Em hai mấy tuổi à, tôi gần 48 tuổi rồi. Em đáng tuổi con trai tôi. Em ganh tị với tôi cũng vừa vừa phải phải. Làm một cái kênh có 51.000 người đăng ký, mà làm clip cho tôi không à, mấy tháng nay, 9 tháng trời em làm clip về tôi không à. Clip nào của tôi em cũng biến thành mặt tôi thành quỷ sứ lên. Em làm gì để làm gì, có đẹp hơn em không hả Hương Quảng Châu? Kỳ quá à.